rất là ngon. Rồi mình đi qua đây tiếp nha. Ở bên đây là bán cái gì đây ta? À, đây là này là lòng. À, dạ. Này là lòng gà, lòng vịt nè. Hình như là, ủa chị, món này là xôi hả chị? Món ở đây là xôi hả? Bán cho em gói đi. Giờ em thấy ngon quá. Nhà hù vậy mới mua được gói xôi. Dạ. Ủa còn này là cơm cháy hả chị? Đúng rồi, là để vô xôi đó em. À, đâu chị làm thử em coi coi. Thấy hấp dẫn quá vậy. Đó, cơm cháy chị bỏ vô xong rồi mới múc xôi vô. Ở đây mình bán vậy là tới ngày 20 luôn hả chị? Đúng rồi, bán tới ngày 20 luôn. Dạ. Rồi. Có một miếng dưa cải. Ngon quá. Rồi gì nữa nè. À bên đây là lòng gà, lòng vịt, là xào nè. Có trứng nữa kìa. Cá một miếng. Một cái vậy là bao nhiêu mà cũng chị? Như là 30 ngàn một phần vậy. Một em. Phần vậy hả chị? Dạ, một phần là 30 ngàn. Yeah. Thấy hấp dẫn không? Rồi xong ra có dưa chua nữa. Ngon quá. Cái món này sao chưa có thấy ai bán ha? Chỉ có mấy cái lễ hội gì mới thấy bán nè. Chị em miếng ớt nữa chị. Đẹp quá. Ngon quá. Một cái không gian rất là giống như ở dưới quê, giờ thấy mộc mạc dễ thương quá. Chị sẽ bỏ vô rất là kỹ lưỡng ha, bỏ vô một cái bọc giấy nữa nè. Chị mình là ở đâu chị? Chị ở đây luôn. Ở đây luôn hả? Ừ, dạ. Cái món này em thấy ngon lắm mà sao bình thường chị không bán? Tại vì làm cái công việc đó. Dạ, à, nên mình không có thời gian để bán món này hả chị? Mới mốt chị chia sẻ em bán được không? Xin chào cả nhà. Hồi lúc nãy thì mình có quay cho cả nhà cái món bánh này rất là lạ. Thì một cái món tại lễ hội dừa thì Hòa Vũ mới thấy được cái món này thôi hả? Tại vì cái món này bình thường không thấy ai bán hết trơn á. Thì hồi nãy mua là 30 ngàn nha cả nhà. À, bây giờ mình trải nghiệm cho cả nhà cùng xem thử cái món này nó làm như thế nào nha. Rồi, mời cả nhà cùng ăn thử cái món này với mình nha. Dạ không, con đang quay rồi, cho chút xíu nữa đi cô. Này mình mời cả nhà cùng trải nghiệm cái món ăn này nha. Tại vì bình thường thì thấy cái món ăn này thì không có ai bán hết trơn á. Mà chỉ có tại lễ hội dừa với cái dân dã như thế này thì chúng ta mới đang quay mà gặp cái chị lại mời giới số thì không biết sao. À, thôi mình trải nghiệm cho cả nhà xem thử nhé. Ở trong này có đồ đũa. Quên lấy đồ đũa ra. Nhà cả nhà ơi, dầm rất là hấp dẫn luôn. Rồi đũa bà chị mới cho mình chiếc ngắn chiếc dài nữa. Nè cả nhà thấy không, ở cái lớp ngoài thì nãy chị có để ớt nè. Ớt rồi chúng ta thấy là có gì ta, dưa chua được làm từ củ cải trắng rồi củ cải đỏ nha cả nhà. Đắp nó bớt hết cái phần này ra đây nha. Đó, thì cái phần này thì chúng ta sẽ thấy tới một cái lớp nữa, đó là trứng. Trứng này là trứng gà mà
trứng gà mà còn ở trong bụng gà, có nghĩa là chưa có đẻ ra đó cho cả nhà. Giờ thấy rất là hấp dẫn, ở trong giống như hồng đào vậy nè cả nhà, thấy không, nó y như hồng đào à. Nó một cái lớp ở trong nó rất là ngon, không biết phải là trứng trứng của gà đẻ hay không, nhưng mà sao giờ giống như mà chúng ta luộc cái trứng gà xong chúng ta lấy cái trồng đỏ ra vậy nè, nó rất là ngon. Và hết cái phần này sẽ là tới cái phần cải chua nè cả nhà. Dưa cải thì sau đó sẽ tới một cái lớp nữa này, lại cái này là củ hành tây. Rồi hết cái lớp này sẽ là tới một cái lớp gan mè. Bây giờ đang quay mà hết đường lượt, đặt cái kia lên xóa bớt nó nhiều không á. Rồi cả nhà ơi, bây giờ thì mình sẽ giới thiệu nha. Thì ở trong sau khi hết cái phần mình kéo ra hết nè, có hột gà hồng đào, rồi này là tim gan, rồi đồ lòng của gà đó, người ta xào chung với lại củ cải khô với lại hành tây. Rồi cái lớp trong cùng nó sẽ là cái lớp xôi mà chúng ta ăn bình thường, giống như là xôi mặn vậy đó cả nhà. Rồi sau đó là sẽ đến một cái lớp nữa là cơm trái, giống như cái cơm trái này, giống như cơm trái chà bông mà chúng ta hay ăn mà người ta bán bịch sẵn á. Rồi bây giờ thì mình ăn thử xem cái hương vị của cái món này như thế nào nha, bởi vì bình thường thì không có thấy bán cái món này. Chắc là mình phải lấy một miếng cơm trái như thế này nha, rồi sau đó mình ém vào một miếng xôi. Chắc là cái món ăn này nó ăn vậy đó. Tức là món ăn thì nó vậy. Là mình bỏ vào một miếng xôi, mình tráng qua để có một lớp đó. Sau đó mình bỏ một miếng gan mè, đồ lòng của gà mình để lên. Rồi sau đó mấy cái này bự quá, chắc chút ăn riêng quá. Rồi sau đó mình bỏ một miếng hành tây đi. Đây, mời cả nhà ăn nha. Mình phải nói làm sao ta? Tại vì cái hương vị giòn của cơm trái nè, rồi cái vị ngọt của hành tây, mà hành tây nấu chín nó thơm làm sao, rồi nó vừa béo của cái bộ đồ lòng là gan đồ của gà đó cả nhà. Nó có đồ béo ngậy, rồi nó có cái sự dẻo dẻo của xôi mà nãy mình giới thiệu cho cả nhà rồi nè. Nên cái cảm giác ăn vào nó làm sao, nó ngon mà không có thể diễn tả được nó như thế nào hết. Bây giờ ăn thêm một miếng nữa nè. Rồi cái này mình phải không? Mình phải ăn một miếng lòng gà, ổ hột gà hồng đào. Rồi mình ăn thêm một miếng cải chua nha. Rồi ăn thêm một miếng ớt nữa. Nếu mà ăn vậy thì nó lại ra một cái hương vị khác nữa cả nhà yêu. Cái hương vị nó, nếu mà ai mà thích ăn cay á, cái hương vị nó ngộ lắm. Nó vừa sao cay cay nè, rồi béo béo, có vị ngọt, nhưng mà ngọt vừa phải, không phải là ngọt giống như là cái món chè mình ăn, cái món ngọt mà nó có độ ngọt vừa phải của gia vị á. Không có mặn nha cả nhà, nó vừa rất là vừa ăn, không có mặn, ăn cảm thấy rất là ngon luôn. Nói chung á, cái món này 30.000 nhưng mà ăn cũng rất đáng đồng tiền, chưa nói là phải rẻ luôn á.
Tại vì ở trong này, trong cái phần này là cái những cái gia vị trong này nó có rất là nhiều luôn. Ví dụ như đây là thịt gà này cả nhà. Thịt gà họ xào với hành tây. Rồi gia vị. Rồi củ cải. Nên cảm thấy rất là thơm và rất là ngon. Còn cơm trái này á, thì nếu như bạn nào mà thích ăn cơm trái Trà Phong á, trời ơi ăn ngon lắm. Bởi vì cái này là tại họ nướng tại chỗ luôn, chứ không phải là cái dạng cơm trái Trà Phong là họ người ta nướng sẵn, người ta thấy sẵn sao bỏ, người ta bỏ bịch rồi người ta mới bán cho mình. Nên đôi lúc mình ăn nó giống như là nó hơi bị cũ á, nó không có cảm thấy là thơm được cái mùi vị của cơm trái. Cậu này cơm trái là người ta bán tới đâu á là người ta làm tới đó. Nên ăn nó vừa giòn vừa ngọt mà nó còn thêm cái vị thơm của cơm trái nữa. Rất là ngon luôn. À, cả nhà nếu như mà về lễ hội dừa năm 2019 này tại Bến Tre á, thì ghé thử cái ẩm thực làng quê với những món ăn dân dã để thưởng thức cái món này nhé. Thì tại cái ẩm thực làng quê này á, nó có rất là nhiều món nhưng mà đa số là món ngọt không à. Mình thấy có cái món này á, là món mặn nhưng mà cảm thấy ăn rất là ngon, mà không biết là tới chừng mà khi mà ăn ngon ghiền rồi thì qua cái lễ hội dừa thì không biết tìm cái món này ở đâu để mà ăn nữa. Có khi nào mình xin cái bà chị hồi nãy cái kinh nghiệm để mở một cái quán bán chiên cái món này cho cả nhà thử. Cứ cảm thấy ăn rất là ngon, vừa vị là ngon lắm luôn á. Ngon lắm cả nhà ơi. À, nãy giờ chưa ăn cái miếng dưa chua. Dưa chua được làm từ củ cà rốt và củ cải trắng. Ngon quá. Cảm ơn cả nhà đã xem cái trải nghiệm thì cái món ăn tại làng quê dân dã, món ăn dân dã của lễ hội dừa Bến Tre năm 2019. Chúc cả nhà luôn vui vẻ, thành công trong cuộc sống và nhớ bấm đăng ký kênh của Trai Miền Tây, cũng như là bấm chuông để theo dõi những